À, xin chào các bạn. Lần này á, mình vẫn tiếp tục chia sẻ cái danh từ số ít và danh từ số nhiều các bạn ha. Và trong cái bài này á, thì mình chia sẻ về những cái từ mà tiếng Anh mượn của các cái thứ tiếng khác các bạn, giống như là tiếng Latin, tiếng Hy Lạp các bạn ha. Trong tiếng Anh á, các bạn có một số từ là mượn từ các nước khác các bạn, giống như là cái gốc á, giống như có những cái từ là gốc của Hy Lạp, những cái từ gốc của Latin, tiếng Latin, rồi những cái từ gốc của Pháp, tiếng Pháp, tiếng Đức, vân vân các bạn ha. Các cái ngôn ngữ á, các bạn thì ngoài cái ngôn ngữ gốc rồi thì cũng có mượn một số cái ngôn ngữ khác các bạn ha, của các nước khác. Nếu nói về cái chuyện ngôn ngữ là rất là dài dòng á các bạn. Bây giờ mình đi vào cái bài đi ha. Bây giờ các bạn thấy này, những cái từ này này là cái có cái đuôi ha. Cái đuôi là US các bạn ha. Là danh từ số ít á. Mà chuyển qua cái danh từ số nhiều á thì các bạn thấy không? Bỏ cái US đi, thêm cái Y. Các bạn thấy không? Thêm Y ha. Và chút nữa mình tra từ điển ha thì mình sẽ phát hiện ra những giống như phát hiện ra cái khác nữa các bạn ha. Mà bây giờ thì các bạn cứ 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 để ý cái này trước ha. Rồi chút nữa tra từ điển á thì các bạn sẽ học thêm cái thêm nữa các bạn ha. Cái từ thứ nhất các bạn ha. Danh từ số ít này, danh từ số nhiều này, mình tra cái từ này ha. Mình viết những cái từ điển mà mình sẽ tra ha để các bạn biết này. Đây là ba cái trang từ điển, các bạn muốn tra cái trang nào cũng được các bạn ha. Ba cái trang này rất là hay. Cái thứ nhất á là cái trang thứ nhất á là các bạn tra từ điển theo kiểu Mỹ các bạn ha, theo kiểu phiên âm Mỹ ha. Còn mà trang thứ hai và trang thứ ba là tra từ điển theo kiểu phiên âm quốc tế các bạn ha. Cái cách tra từ điển của cái trang 1 và trang 3 này á, mình đã chia sẻ trong bài 44 âm á, rất là rõ ràng các bạn ha. Đặc biệt là cái phiên âm Mỹ á. Nhưng lần này mình có thêm một cái trang nữa là cái trang thứ hai này á, thì mình chưa có chia sẻ bao giờ các bạn ha, nhưng mà mình thấy cũng rất là hay, cho nên các bạn muốn chọn cái trang nào cũng được, nhưng mà cái trang một á là nếu mà các bạn học theo phiên âm kiểu Mỹ á, còn mà trang 2 và trang 3 là theo kiểu phiên âm quốc tế các bạn ha. Theo kiểu phiên âm quốc tế thì nhưng mà nếu mà các bạn học theo kiểu phiên âm Mỹ và phiên âm quốc tế luôn thì cũng rất là hay á các bạn. Mình tra ha, mình tra từ điển ha. Cái trang 1 các bạn ha, theo kiểu Mỹ trước ha. Các bạn vào cái trang này ha. Trang này này. Cái từ điển thứ nhất á, hồi nãy mình chia sẻ là cái kiểu phiên âm Mỹ các bạn ha, theo kiểu Mỹ ha. Các bạn viết vào cái ô á, cái ô này á là cái từ á, cái từ mà các bạn cần tìm á, xong các bạn bấm vào đây thì nó sẽ ra cái từ các bạn cần tìm ha. Thì các bạn thấy ha, thì đây ra cái từ và các bạn thấy cái lá cờ Mỹ và lá cờ Anh á. Thì khi mà các bạn nhấn vào cái lá cờ Anh á, à lá cờ Mỹ á, xin lỗi các bạn, thì họ sẽ phát âm theo kiểu mà Anh Mỹ các bạn á. Còn mà lá cờ Anh á, cái loa mà có lá cờ Anh á là phát âm theo kiểu Anh các bạn ha. Nhưng mà ở đây á các bạn thì cái phiên âm theo kiểu Mỹ á, các bạn thấy cái phiên âm này, cái ký hiệu phiên âm ha. Rồi xin lỗi các bạn, cái ký hiệu phiên âm này. Thì
Phiên âm theo kiểu Mỹ á, thì các bạn nhấn vào cái lá cờ Mỹ hay là lá cờ Anh á, thì cái cách phát âm cũng giống nhau các bạn á. Cái âm cái chỉ có cái một cái ký hiệu phiên âm thôi á. Còn mà phiên âm quốc tế á, nhiều lúc các bạn thấy là Anh và Anh Mỹ có những cái âm họ phiên âm hơi khác nhau các bạn ha. Còn cái này á là phiên âm kiểu Mỹ thì nó giống nhau. Các bạn nhấn vào cái ký hiệu nhấn vào lá cờ Mỹ hay lá cờ Anh hay là cái loa dưới đây thì phát âm nó không có thay đổi âm á các bạn. Bây giờ các bạn nghe ha, các bạn thử nghe cái cách phát âm ha. Các bạn bấm vào cái loa mà có cái lá cờ Mỹ á, các bạn nghe ha. Radius, radius, radius. Các bạn nghe không? Rồi các bạn bấm vào cái loa mà có hình lá cờ Anh á, các bạn nghe ha. Radius, radius, radius. Xong các bạn bấm cái loa dưới đây này, nếu các bạn muốn nghe thì các bạn cũng bấm ha. Khi mà các bạn nghe tất cả ba cái loa xong á, mình gọi là cái loa đấy các bạn, thì các bạn có nghe ra được họ phát những cái âm nào không? Thường thường là nghe cái hai cái loa này là đủ rồi các bạn ha. Thường thường là nghe như vậy á, nếu các bạn nghe muốn nghe hết thì nghe. Thì và các bạn nhìn cái ký hiệu phiên âm này. Cái ký hiệu phiên âm theo kiểu Mỹ các bạn ha, phiên âm Mỹ. Thì các bạn những cái ký hiệu này á mình chia sẻ ở trong cả cái bài mà nhận biết cái ký hiệu của 44 âm á các bạn. Các bạn nào mà theo dõi những cái bài đó thì các bạn sẽ nhận ra ha. Trong những cái bài 44 âm mình chia sẻ trước đây á là những cái từ đơn giản các bạn. Nhưng mà ở đây bây giờ á thì mình thì những thì cái từ này có nhiều âm các bạn ha. Chứ không có đơn giản như trong 44 bài nữa đó nữa. Thì các bạn vừa ôn lại rồi vừa học và ôn lại những cái âm á, ký hiệu phiên âm á, rồi học cái cách mà phát âm những cái nhiều cái âm tiết các bạn. Cái này là các bạn thấy này. Khi mà các bạn thấy cái chữ A mà có cái dấu ngang gạch ngang trên đầu á, thì các bạn phát âm là A A các bạn á. Còn mà khi mà các bạn thấy cái chữ E mà có cái gì gạch ngang trên đầu này thì các bạn phát âm là I I các bạn á. Khi mà các bạn thấy cái E mà E ngược này này các bạn thấy không, cái E mà viết ngược á, thì khi mà các bạn thấy cái ký hiệu như vậy á, các bạn ha, khi mà các bạn thấy cái e ngược đó thì cái đó là âm lược á các bạn phải âm nhỏ mẹ nó nhẹ các bạn ha. Và các bạn thấy ha, bây giờ các bạn ghép lại ha, radius radius các bạn ha. Radius ray các bạn ha, radius radius các bạn ha. Nào các bạn thấy không, cái r này á các bạn nhớ là chu miệng tới trước ha, r r các bạn ha, không phải là r r các bạn ha, không phải là ray ray mà là ray ray các bạn ha, nghe về nó tròn âm hơn á. Cho các bạn mà phát âm là ray R là không có tròn âm các bạn ha, cái R đó nó không có được tròn âm trong tiếng Anh á, cho nên nhớ ha, chu miệng tới trước, R R R R các bạn ha, nhớ nhé. Xong D radius radius đó, các bạn cứ nhớ vậy á, các bạn cứ phát âm cho quen á. Bây giờ các bạn nhìn thấy này, đó là cái cách phát âm như vậy là cái danh từ số ít các bạn ha, danh từ số ít
Bây giờ các bạn thấy cái danh từ số nhiều này. Các bạn thấy này. Để mình cho thêm cái đợi mình các bạn thấy này, hồi nãy á là chúng ta tra cái từ này ha, tra từ điển cái từ này ha. Và nó thuộc danh từ số ít các bạn ha. Các bạn nhớ hồi nãy không? Và nó có cái đuôi này. US này. Đó, cái đuôi này. Thì khi mà chuyển qua cái danh từ số nhiều á, thì các bạn bỏ cái đuôi US đó đi. Các bạn thêm Y ha. Là danh từ số nhiều các bạn ha. Danh từ số ít các bạn có nhớ hồi nãy phát âm sao không? Radius các bạn ha. Radius. Radius. Bây giờ các bạn xem lại cái từ điển ha, để xem cái danh từ số nhiều á. À, các bạn thấy ha, cái danh từ số ít này, cái danh từ số nhiều này, các bạn thấy không? Cái này là danh từ số nhiều viết tắt á, cái từ danh từ số nhiều mà viết tắt á các bạn. Thì các bạn thấy là US ha, xong bỏ US đó đi, thêm Y vào là danh từ số nhiều ha. Và phát âm cái Y này á là ai các bạn ha, coi này các bạn nhìn cái ký hiệu phiên âm á. Ở đây là họ 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 có viết cái ký hiệu phiên âm của danh từ số nhiều nữa các bạn ha. Thường thường là không có các bạn, nhưng mà những cái từ này là đặc biệt á, thì họ 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 viết như vậy á các bạn, trong từ điển viết như vậy vậy á. Nhưng mà trong cái từ điển này là không, họ viết họ 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 xin lỗi các bạn, họ mình suy nghĩ ra tiếng Việt á, họ phiên âm á, họ viết cái phiên âm nữa các bạn này, ký hiệu phiên âm nữa là giống như phát âm hai cái âm cuối á. Còn cái âm đầu này là họ không có viết ra, nhưng mà cũng phát âm giống nhau các bạn, hay giống như là cái danh từ số ít á. Thì chút nữa mình xem cái từ điển khác các bạn hãy xem thử họ phiên âm như thế nào. Bây giờ cái từ điển này là cái từ điển của phiên âm theo kiểu phiên âm Mỹ các bạn ha. Thì các bạn nhận ra như vậy á. Và các bạn thấy cái ký hiệu phiên âm cái chữ Y đó ha, là chữ Y xong gạch ngang trên đầu á, thì phát âm là ai các bạn ha, ai. Thì khi nào các bạn thấy cái ký hiệu phiên âm như vậy là các bạn phát âm là ai, các bạn phát âm vậy thôi, không có thay đổi các bạn ha, vào cái từ nào cũng vậy. Nếu mà các bạn thấy cái ký hiệu phiên âm như vậy thì các bạn phát âm là ai các bạn ha. Thì và các bạn thấy này, hoặc ha, hoặc là cái danh từ số nhiều là như vậy ha. Các bạn thấy không? Có hai cái cách viết phiên âm danh từ số nhiều á. Đó, các bạn thấy không? Thì trong từ điển á, họ họ giống như là họ giải thích rất là nhiều rồi, cho ví dụ rất là nhiều các bạn ha. Mà cái này là cái chính á, là các bạn hay là cái phần cơ bản á, thì các bạn nhìn vào cái từ rồi nhìn vào ký hiệu phiên âm, rồi các bạn bấm cái loa lên để mà nghe giọng á, nghe đọc á, anh hay là anh Mỹ. Thì cái này là phiên âm Mỹ, cho nên cái anh hay anh Mỹ gì phát âm cũng cũng anh Mỹ hay anh gì phát âm cũng giống nhau hết các bạn ha, không có thay đổi âm á. Có nghĩa là cái phiên âm quốc tế, cái này phiên âm Mỹ, nhưng mà khi mà phiên âm quốc tế các bạn là cũng anh Mỹ, nhưng mà tùy cái từ, có nhiều cái từ nó thay đổi âm, anh và anh Mỹ không có giống nhau các bạn ha. Nhưng mà không phải tất cả các cái từ các bạn ha, có nhiều từ phát âm giống nhau, nhưng mà có một số từ ý là vậy á.
là cái kiểu phiên âm quốc tế các bạn. Thì chút nữa mình sẽ sang cái trang hai cái trang mà phiên âm quốc tế các bạn ha. Mình nói như vậy nhiều lúc các bạn không có hiểu thì các bạn sẽ rối, nhưng mà các bạn xem cái 44 âm mà mình chia sẻ trước đây á, thì khi mà nói đến về cái cách tra từ điển, cái cách nhận biết âm thì các bạn hiểu nhanh hơn các bạn. Còn mà bây giờ là mình ôn lại một chút chút về cái tra từ điển, và mình giải thích chút chút á để các bạn hiểu á. Bây giờ mình xem cái này ha. À, cái từ điển tra thì các bạn kéo 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 xuống, xong xong thì các bạn sẽ thấy cái ô như vậy các bạn ha, và các bạn chọn bấm vào đây á. Nếu mà trong cái ô này á mà chưa có hiện ra tiếng Việt á như vậy á, thì các bạn bấm cái mũi tên này này, thì nó sẽ ra nhiều cái ngôn ngữ ở đây các bạn ha, thì các bạn sẽ chọn cái tiếng Việt á, nhưng mà ở đây có sẵn rồi các bạn ha. Thì các bạn thấy không, là có cái phiên dịch à, cái dịch dịch ra nghĩa, các bạn thấy không, dịch ra nghĩa rồi. Giống như là cái phần này là tiếng Việt á, giống như họ dịch ra tiếng Việt hoặc là họ dịch ra tiếng nhiều thứ tiếng á các bạn. Các bạn bấm vào cái mũi tên này là nó sẽ hiện ra nhiều 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 thứ tiếng ở đây á, thì rất là hay á các bạn. Cái từ điển này rất là hay ha. Ở đây có hai cái nghĩa các bạn ha. Cái danh từ số ít á thì viết giống nhau, nhưng mà cái danh từ số nhiều á thì các bạn thấy này, cái nghĩa phạm vi á thì cái danh từ số nhiều là viết như vậy các bạn ha. Còn mà cái bán kính á thì danh từ số nhiều là viết như vậy này. Còn hai cái từ này danh từ số ít thì viết giống nhau các bạn ha, chỉ có hai danh cái chuyển qua số nhiều thì viết khác nhau á. Thì ở đây cái từ điển này họ giải thích như vậy các bạn ha. Có nghĩa là mỗi cái từ điển á họ sẽ cố gắng giải thích tốt nhất có thể cái nghĩa các bạn. Nhưng mà đây là dịch ra cái nghĩa tiếng Việt nữa. Còn mà những cái từ điển khác thì tùy theo cái từ điển á các bạn. Bây giờ sang cái từ điển này các bạn ha. Cái từ điển này là phiên âm quốc tế ha, rồi chúng ta cùng nhau xem ha. Các bạn cũng viết cái từ này vào cái ô màu trắng này. Có nghĩa là cái ô màu trắng này là các bạn viết cái từ nào mà các bạn muốn tìm á, xong các bạn bấm vào đây ha. Bấm vào đây. Thì sẽ ra cái từ mà cái giống như hồi nãy mình nói là viết cái từ này á vào cái ô trống á, cái ô trắng á. Thì khi mà các bạn bấm vào đây thì sẽ xem ha. Thì các bạn thấy nó ra cái từ này ha. Cái này có nghĩa là danh từ ha. Thì cái cạnh này là ký hiệu phiên âm ha. Và danh ký hiệu phiên âm của danh từ số ít á. Cái màu xanh này á, xanh đậm này á là phiên âm cái đọc và phát âm theo kiểu mà Anh các bạn ha, còn cái màu đỏ này là Anh Mỹ ha. Thì cái này cũng vậy, phiên âm kiểu quốc tế Anh, cái này phiên âm kiểu quốc tế Anh Mỹ. Nhưng mà hai cái từ này á, cái phiên âm quốc tế Anh và Anh Mỹ đều giống nhau các bạn ha. Có những cái từ á, họ phiên âm có những cái âm khác nhau trong một cái từ các bạn, nhưng mà trong cái từ này á thì họ phiên âm giống nhau ha. Phiên âm quốc tế Anh và Anh Mỹ đều giống nhau. Và bây giờ các bạn thấy này, cái số nhiều các bạn thấy không, cái này là số ít này, danh từ số ít này, cái này là danh từ số nhiều này. Thì trong cái từ điển này rất là hay á các bạn, danh từ số nhiều họ cũng viết ra cái phiên âm và cái cách phát âm đó các bạn ha. Cái cách phát âm này là Anh này, cách phát âm này là Anh Mỹ này. Nhưng mà cái phiên âm này á, Anh hay Anh Mỹ gì cũng giống nhau các bạn ha. Cái từ này á thì như vậy thì các bạn đỡ phải bối rối, đỡ phải nhức đầu hơn á. Thì
Bây giờ các bạn bấm vào cái loa các bạn nghe ha. Bây giờ bấm vào cái loa nghe phát âm anh này. Cái loa màu xanh đậm này ha. Radius, radius, radius. Đó các bạn nghe không? Bây giờ bấm vào cái loa màu đỏ á để các bạn nghe cái cách phát âm anh Mỹ ha. Radius, radius, radius. Và đây là cái họ phát âm cái danh từ số ít các bạn ha. Họ phát âm danh từ số ít. Bây giờ các bạn nghe họ phát âm cái danh từ số nhiều này. Các bạn bấm vào cái loa màu xanh đậm á. Nghe phát âm anh ha. Radii, radii. Bây giờ các bạn bấm vào cái loa màu đỏ này này để nghe phát âm anh Mỹ các bạn ha. Danh từ số nhiều ha. Radii, radii, radii. Đó, các bạn cứ tra từ điển về á rồi nghe. Cái từ điển này rất là hay các bạn ha. Có nhiều từ họ họ và chia sẻ rõ ràng cái danh từ số ít và cái danh từ số nhiều rồi cái cách phát âm của danh từ số nhiều nữa các bạn ha. Những cái từ này nó đặc biệt á, cho nên là họ 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 mình nghĩ là họ họ có cái xin lỗi các bạn, làm cái cách phát âm của cái danh từ số nhiều nữa các bạn ha. Nhưng mà mình nghĩ là không phải là tất cả các cái từ đều là họ cho phát âm các danh từ số nhiều á. Nhưng mà trong cái chia sẻ lần này á, là mình chia sẻ cái kiểu mà các cái danh từ mà tiếng Anh nhưng mà nó mượn của như là tiếng Latin và nó mượn từ cái tiếng Hy Lạp á các bạn. Thì nó có nghĩa là nó có cái sự đặc biệt cái cách phát âm và cái những cái từ danh từ số chuyển sang danh từ số nhiều á. Thì mình nghĩ vậy cho nên là họ họ cho rõ ràng về cái cách phiên âm và cái cách phát âm của danh từ số nhiều luôn các bạn ha. Bây giờ mình qua cái từ điển khác các bạn ha. Các bạn nhớ ha, tra từ điển rồi nghe cái cách phát âm và các bạn thấy cái từ điển nào mà các bạn thấy thích hợp với các bạn thích á, thì các bạn chọn. Nhưng mà cái cơ hội các bạn nghe nhiều từ điển thì nghe nhiều người cũng rất là hay nếu các bạn có thời gian á. Và cái từ điển này là phiên âm theo kiểu quốc tế các bạn ha. Bây giờ mình qua cái từ điển nữa là cũng là theo phiên âm theo kiểu quốc tế ha. Thì các bạn thấy ha, khi mà các bạn tìm cái từ á, thì nó ra cái như vậy ha. Nhớ là cái từ điển này ha. Và cái phiên âm quốc tế các bạn ha. Thì các bạn thấy ha, cái phiên âm này. Phiên âm này là danh từ số ít các bạn ha. Cái phiên âm này á, là cái này này là phiên âm theo kiểu quốc tế Anh ha. Bên này á, là phiên âm theo kiểu quốc tế Anh Mỹ các bạn ha.
Và cái này này là cái số nhiêu á, danh từ số nhiêu á, thì các bạn thấy trong cái từ điển này họ không có phát âm cái danh từ số nhiêu, họ chỉ cho cái danh từ số nhiêu thôi, thì họ không có phát âm ha. Và các bạn cứ bấm bấm vào cái loa các bạn, các bạn bấm vào đây ha, cái loa này ha, để nghe cái cách phát âm anh các bạn ha. Radius, radius, radius. Rồi các bạn bấm vào đây cái loa này, các bạn nghe cái cách phát âm anh Mỹ ha. Radius, radius, radius. Đó, các bạn cứ cứ tra từ điển như vậy á các bạn. Trong từ điển các bạn thấy là họ giải thích rồi, có hình ảnh rồi, nhiều cái rất là hay á các bạn, nhưng mà mình không có chia sẻ sâu vào á, thì sau này nếu mà các bạn học 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 thêm 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 á, học lên 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 á, thì các bạn sẽ biết rất là nhiều cái các bạn, nhưng mà các bạn cứ nắm cái căn bản trước đã các bạn ha, rồi từ từ các bạn sẽ tìm hiểu rất là nhiều cái hay á các bạn, mà thú vị á. Đó là những cái gì mà mình chia sẻ cái cách tra từ điển á. Giống như những cái danh từ mà các bạn thấy là nó danh từ số nhiều là sao ta, thì các bạn thử tra từ điển á, thì các bạn sẽ thấy được á, là có cái danh từ số nhiều nữa. Thỉnh thoảng họ phát âm cái danh từ số nhiều nó giống như cái từ điển hồi nãy á, thì rất là hay á các bạn, giống như các bạn cứ tra rồi mỗi cái từ điển họ có mỗi cái hay riêng á các bạn, và họ sẽ giải thích rồi cho ví dụ rồi có nhiều cái rất là hay. Bây giờ mình tiếp tục học cái danh từ số ít và danh từ số nhiều này qua những cái từ khác các bạn ha. Cái cách phát âm nào cũng hay, cái từ điển nào cũng hay. Anh hay là anh Mỹ, hay là cái phiên âm theo kiểu Mỹ, hay là phiên âm theo kiểu quốc tế, vân vân, nó có nhiều cái á, nhưng mà mình á thì mình quen cái cách mà phiên âm theo kiểu Mỹ và phát âm theo cái kiểu mà theo kiểu Mỹ các bạn, giống như là mình phát âm theo cái kiểu mà các cái phiên âm theo kiểu Mỹ á, giống như cái ký hiệu á, thì mình đã quen cái đó các bạn ha, và mình thích cái cách phát âm như vậy á. Còn các bạn theo cái phiên âm quốc tế và cái cách phát âm có nhiều cái âm á, phiên âm Mỹ và phiên âm quốc tế, hay là phiên âm quốc tế Anh và Anh Mỹ nó khác nhau một chút chút gì đó, thì các bạn học nhiều á, thì các bạn sẽ nhận ra và các bạn có cái sự chọn lựa thích hợp á. Còn đối với mình như hồi nãy mình nói á, thì mình bị ảnh hưởng hay là mình thích á, cái cách phát âm theo kiểu Mỹ và cái phiên âm theo kiểu Mỹ nhiều hơn các bạn ha. Mình quen á, mình quen với là cái cách đó, bởi vì mình thấy cái cách đó là cũng có cái hay riêng á, và mình giống như dùng nhiều các bạn thì thành thói quen á và thích như vậy á. Nói chung là cái cách phát âm nào cũng đúng á các bạn, chỉ có là thỉnh thoảng nó khác nhau một vài âm thôi á các bạn. Cho nên á là các bạn không có cần phải lo là cái phát âm cái cách này đúng hơn cái cách kia, không phải vậy các bạn ha. Giống như tùy cái cách á, hoặc là tùy vùng miền nữa, tùy đủ thứ á các bạn. Nhưng mà khi mà các bạn giống như học theo cái kiểu mà giống như chọn cái cách nào á thì thích hợp với các bạn thôi, chứ không phải là chọn cái cách này đúng, chọn cái cách kia sai các bạn ha. Như trong tiếng Việt cũng vậy á các bạn, giống như là cái tiếng Việt phát âm ở Sài Gòn, ở Hà Nội hay là ở Huế, thỉnh thoảng có nhiều cái từ á phát âm khác nhau á, giống như là cái từ đi vô ở Huế nói mà đi vô là ở Sài Gòn á các bạn, ý là như vậy á, hoặc là cái từ con á, con gái, nhưng mà có nhiều vùng miền họ phát âm là con gái chứ không có phát âm là con các bạn, con và con thì nghe thì cũng tương tự nhau á các bạn, miệng giống như người nghe họ hiểu á, cái điều quan trọng là người nghe họ hiểu các bạn, còn mà nó khác nhau một chút như vậy á, hoặc là khác nhau ví dụ là
Bầu trời ở Huế nói, nhưng mà ở Sài Gòn hay là ở cái vùng nào đó thì mình nghe nói là mình không có chắc chắn là ở Sài Gòn ha, nhưng mà mình có nghe nói là nghe phát âm, mình nghe phát âm là bầu trời các bạn ha, trời chữ trơ, nhưng mà ở miền khác đó là ở Huế phát âm ha, còn ở miền Trung phát âm, nhưng mà ở miền khác phát âm thì họ nói là trời các bạn ha, thì nghe có nghĩa là những cái thỉnh thoảng nó khác nhau như vậy á các bạn, thì trong tiếng Anh cũng vậy. Phát âm theo kiểu Mỹ hay là phát âm theo kiểu quốc tế Anh Mỹ thì nó có những cái khác nhau như vậy á các bạn. Mỗi cái ngôn ngữ là có những cái đa dạng khác nhau các bạn ha, có những cái thú vị, có những cái khó, có những cái dễ khác nhau, cho nên các bạn càng học thì các bạn sẽ nhận ra được nhiều cái và có những cái lựa chọn các bạn ha. Bây giờ mình sang phát âm cái từ cây xương rồng các bạn, danh từ số ít này, danh từ số nhiều này, thì các bạn thấy không, cái đuôi danh từ số ít có đuôi US thì qua danh từ số nhiều thì cái Y ha. Và các bạn cố gắng tra từ điển thì các bạn sẽ thấy những cái điều thêm trong đó các bạn. Các bạn ở đây là mình chia sẻ những cái gì mà nó thông dụng á, và các bạn thấy cái chữ con bạch tuộc này cũng vậy, US, nhưng mà cái danh từ số nhiều á, hai con bạch tuộc trở lên á thì US nó bỏ đi ha, và thêm Y ha. Bây giờ mình phát âm từng cái từ một ha. Cái từ cây xương rồng các bạn ha, cái danh từ số ít ha, phát âm là cactus, cactus các bạn ha. Các bạn thấy này, cái chữ cơ này á các bạn phát âm mạnh á, nhưng mà cái chữ cơ này á các bạn phát âm nhẹ lại ha, cũng là phát âm nhưng mà nghe nhẹ trong cái từ này á, bởi vì nó không có đứng đầu từ á các bạn, không có đứng đầu một cái giống như là không có đứng đầu á, thì các bạn không có cần phát âm mạnh á, không có cần là cactus mà là cactus, các bạn thấy chưa, cactus nghe nghe giống như nghe không có mạnh á. Các bạn nhận cái âm đâu á các bạn, cactus, cactus các bạn ha, không có cactus, không có nhận cái âm hai ha. Cái danh từ số nhiều các bạn ha, phát âm là cacti, cacti, cacti các bạn ha, không có cacti, không có vậy ha, mà là cacti, cacti các bạn ha, không có, cứ nhớ là không có cái chữ cơ này, không các bạn không có bật mạnh á, không có cacti các bạn ha, mà là cacti. Con bạch tuộc các bạn ha, số ít ha, số nhiều thì có hai cách các bạn ha. Nhưng mà bây giờ mình chia sẻ cái cách mà US á, cái từ mà có US thì chuyển qua là Y các bạn ha, Y bỏ cái US đó đi, thì cái cách viết á, con cách phát âm là chút nữa mình phát âm ha. Danh từ số ít các bạn ha, phát âm là octopus, octopus các bạn ha, octopus. Phát âm danh từ số nhiều các bạn ha, danh từ số nhiều ha, octopi, octopi các bạn ha, octopi. Thì những cái danh từ này cũng không có nhiều đâu các bạn, không có những cái dạng danh từ này không có nhiều đâu. Các bạn gặp thì các bạn nhớ thôi, cố gắng nhớ hoặc là tra từ điển á, thì thỉnh thoảng có những cái danh từ mà số ít thì qua cái danh từ số nhiều họ họ viết hai cách á, thì các bạn tra từ điển thì các bạn sẽ thấy á. Và bây giờ mình qua cái từ khác các bạn ha. Cái danh từ số ít râu của loài sâu bò các bạn ha, phát âm là antenna, antenna các bạn ha. Số nhiều ha, antennae, antennae các bạn ha, antennae.
antennae. Các bạn thấy ha, là cái đuôi á, cái từ mà có đuôi es á, là danh từ số ít ha, chuyển qua số nhiều là thành es các bạn ha. Đó, các bạn thấy không? Nó những cái từ này á là cái đuôi es, danh từ số ít ha, chuyển qua danh từ số nhiều là es ha. Bây giờ mình phát âm ha. Phát âm cái từ danh từ số ít các bạn ha, trục đô thị ha. Axis. Axis các bạn ha. Danh từ số nhiều này. Axis. Axis. Axis các bạn ha. Z. Cái s này các bạn phải âm là z các bạn ha. Còn bên s bên cái danh từ số ít các bạn phải âm là s các bạn ha. Cái i bên danh từ số ít các bạn phải âm cái kiểu mà ie. Còn cái e bên danh từ số nhiều các bạn phải âm là i các bạn ha. Cái từ sự phân tích hay là phân tâm học các bạn ha, danh từ số ít ha, phát âm là analysis. Analysis các bạn ha. Cái y này á, y dài này á, các bạn phát âm là ie á các bạn, nhưng mà các bạn cũng có thể phát âm cái cách khác là ơ các bạn ha. Ơ. Analysis hay là analysis các bạn ha. Analysis. Giống như cái từ y này á, cái y dài này á, các bạn phát âm ie hay là ơ các bạn ha, thì tùy theo vùng miền với là các bạn nghe. Nó phụ thuộc vào cái vùng miền hoặc là cái nước, giống như Anh, Mỹ, Úc rồi giống như vậy á các bạn, thì các bạn sẽ nghe một số người là phát âm cái y này là ie hoặc là ơ các bạn ha. Cái danh từ số nhiều các bạn ha, phát âm là analysis. Analysis các bạn ha, hoặc là analysis, analysis các bạn ha. Có nghĩa là cái y này á, các bạn phải âm cái kiểu mà ie hoặc là ơ các bạn ha. Cái e này á, các bạn phải âm cái kiểu mà i các bạn ha. Mà bên bên danh từ số ít thì các bạn phải âm kiểu mà ie ha. Cái s này á, các bạn phải âm là z các bạn ha, z. Còn mà s bên cái danh từ số ít á, các bạn phải âm là s các bạn ha. Danh từ số nhiều là z, danh từ số ít là s các bạn ha. Cái từ thời điểm khó khăn, khủng hoảng các bạn ha. Phát âm cái danh từ số ít là crisis, crisis, crisis các bạn ha. Bây giờ phát âm cái danh từ số nhiều này, crisis, crisis các bạn thấy không? Z các bạn ha. Cái s này á, các bạn phải âm là z các bạn ha. E này á, các bạn phải âm là i các bạn ha. Crisis, crisis các bạn ha. Còn bên danh từ số ít này, crisis, crisis, danh từ số ít ha. Còn danh từ số nhiều các bạn nghe này, nghe lại ha. Crisis, crisis. Khi mà các bạn biết phân biệt được á, hai cái âm á, nó gần gần giống nhau á, cái y bên bên danh từ số ít á, các bạn đọc kiểu mà ie, còn cái e bên danh từ số nhiều á, các bạn phát âm là i, đọc là i các bạn ha. Còn cái s bên danh từ số ít á, các bạn phát âm là s. Còn bên danh từ số nhiều á, các bạn phát âm là z các bạn. Nó khác nhau như vậy thôi á các bạn.
Nhưng mà các bạn phải cố gắng là phân biệt rõ là cái sự khác nhau á, thì các bạn sẽ nghe tốt á. Và thường thường á, là cái khi mà cái âm S này á, bây giờ mình chia sẻ nó rất là dài dòng các bạn ạ, để khi nào mình sẽ chia sẻ cái tỉ mỉ cái S này á, và cái S này đọc và cái tài giống như khi mà đọc khác nhau mà các bạn khó phân biệt á, thì cái cách thứ hai để các bạn phân biệt á, thì mình sẽ chia sẻ một cái chia sẻ nào đó các bạn, bởi vì bây giờ mà chia sẻ nó rất là dài và cho những cái ví dụ khác nữa, cho nên khi mà phát âm S hoặc là Z thì mình sẽ chia sẻ rõ ràng hơn trong một cái chia sẻ nào đó các bạn, và cho cả cái ví dụ á, để các bạn phân biệt được á. Bởi vì nhiều lúc các bạn nói sao tôi nghe giống nhau vậy ta, nghe không có khác nhau á, nhưng mà thật ra khác nhau các bạn ha. Nhưng mà nó nằm ở cuối cái từ á, thì thật sự á, là đúng là khó cái phân biệt ra các bạn. Khi mà họ đọc nhanh á thì khó mà phân biệt ra, còn bây giờ mình đang đọc chậm á thì các bạn phân biệt ra được, nhưng mà khi mà đọc vào bình thường á, hoặc nhanh á, thì khó phân biệt ra. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ cái kiểu mà các bạn phân biệt được á, cái cách thứ hai á, cái cách khác á, và cho các ví dụ á, thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn ha. Giống như là một là các bạn nghe nhưng mà nghe nghe mà khó phân biệt quá, thì cái cách nhỏ thêm một cách nữa ý là mình nói về á, thì mình sẽ chia sẻ sau, mình sẽ soạn cái chia sẻ đó một cái lần nào đó các bạn ha. Bây giờ mình qua cái từ khác ha. Luận văn luận án các bạn ha, danh từ số ít ha, phát âm là thesis. Thi các bạn, cái chữ tơ vơ hơ đó, các bạn đưa cái đầu lưỡi ra giữa hai hàm răng ấy các bạn ha. E đó các bạn phải âm là y các bạn ha, xong các bạn ghép lại thi các bạn ha, thi xong sis sis, cái y này á các bạn đọc y e các bạn, thesis các bạn ha, thesis. Bây giờ qua cái từ danh từ số nhiều các bạn ha, cái luận văn luận án số nhiều ha, phát âm là thesis thesis các bạn ha. Qua cái từ luận văn luận án số nhiều các bạn ha, phát âm là thesis thesis các bạn ha. Cái chữ y này các bạn ha, trong cái danh từ số ít đó, các bạn phát âm là ie, còn mà cái chữ e trong cái danh từ số nhiều đó, các bạn phát âm là i các bạn ha. Chữ s này á, trong cái danh từ số ít các bạn phải âm là s, còn mà chữ s trong cái danh từ số nhiều á các bạn phải âm là z các bạn ha. Bây giờ các bạn nghe hai cái từ danh từ số ít và danh từ số nhiều ha. Cái danh từ số ít ha, thesis thesis các bạn ha. Bây giờ danh từ số nhiều này, thesis thesis các bạn thấy không? Z, ha. Các bạn nhớ, các bạn nghe rõ không? Bây giờ các bạn nghe lại ha. Danh từ số ít ha, thesis. Bây giờ danh từ số nhiều này, thesis. Các bạn thấy không? Nó cái âm hai các bạn thấy nghe có khác nhau không? Giống như một cái âm thì nó ie, còn một cái âm thì nó i các bạn ha. Và cái âm cái một âm là s và một âm là z các bạn ha. Bây giờ các bạn nhìn thấy này là cái từ mà có cả cái chữ cuối á, on ha, là danh từ số ít ha. Mà khi chuyển qua cái danh từ số nhiều á thì các bạn bỏ cái on đó đi và thêm cái chữ a các bạn ha. Thì giống như là ví dụ giống như là cái từ hiện tượng á trong tiếng Anh ha, là có cái đuôi on là danh từ số ít ha,
chuyển qua cái danh từ số nhiều á, thì các bạn bỏ cái on đó và thêm a ha. Ví dụ trong cái từ này á. Thì cái từ này có vài cái cách phát âm khác nhau á các bạn. Mình phát âm cả cái cách đó ha. Cái danh từ số ít các bạn ha, mình phát âm chậm ha, để các bạn nghe, các bạn có phân biệt được những cái cách khác nhau như thế nào á. Rồi mình sẽ giải thích cái cách khác nhau rõ ràng á. Cái cách thứ nhất là phê nó mờ non, phê nó mờ non, các bạn thấy không, cái a này á mình phát âm là cái kiểu mà nó nghiêng qua ie, nhưng mà các bạn sẽ nghe những người, một số người họ có thể phát âm là cái a này á là họ phát âm là ơ các bạn ha, không phải là ie nữa mà là ơ các bạn ha. Và các bạn để cái chữ này này, cái a này này, có người á phát âm á là ơ các bạn ha, nhưng mà cũng có người á phát âm là nó nghiêng qua ie á các bạn. Và cái chữ này ha, có người phát âm là o, nhưng mà có người sẽ phát âm là các bạn ha. Các bạn cố gắng tra từ điển các bạn ha, để nghe cái từ này á, các bạn tra từ điển các cái từ điển mà mình có chia sẻ, ba cái từ điển mà mình có chia sẻ ở cái đoạn 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 trước và đoạn đầu á, của cái chia sẻ này á, rồi các bạn vào các cái từ điển đó các bạn tra cái từ này để các bạn nghe, thì các bạn sẽ nhận biết cái sự khác nhau á, nghe phát âm rồi tập phát âm lại các bạn ha. Bây giờ mình qua cái phát âm cái danh từ số nhiều này. Phê nó mờ nè, phenomena các bạn ha. Phê nó mờ nè, phenomena. Thì các bạn thấy ha, viết là a các bạn ha, mà phát âm là ơ các bạn ha. Các bạn để ý cái từ này này cũng giống như là cái danh từ số ít đó các bạn. Thì cái danh từ số nhiều này á, cái a này á cũng phát âm là cái kiểu mà ie hoặc là ơ các bạn ha. Có hai cách phát âm như vậy, các bạn sẽ nghe như vậy á. Rồi cái chữ a này cũng vậy, các bạn phát âm là ơ hay là cái kiểu mà ie các bạn. Thì các bạn nghe hai cái cách rồi các bạn đi ra ngoài các bạn cũng nghe, giống như là những cái từ, ví dụ là có một cái từ nào đó mà họ phát âm hai cách hoặc là ba cách gì đó, nhưng mà các bạn sẽ nghe cái cũng là nó không có thay đổi hoàn toàn các bạn ha. Nó thay đổi một hai cái âm nào đó trong một cái từ á. Còn mà thay đổi hoàn toàn á thì mình bây giờ mình không có nhớ các bạn, nhưng mà khi nào mà mình nhớ thì mình sẽ nói ha. Nhưng mà thường thường á là có hai cách á, thì thường thường là hai ba cách gì đó, nhưng mà thường thường là nó thay đổi một vài cái âm trong đó, mà một vài cái âm trong đó các bạn phải biết ha, chứ không phải là từ đoạn đoạn rồi phát âm nó trài âm á. Các bạn cố gắng tra cái ba cái từ điển này á để nghe. Ví dụ là các bạn khi mà các bạn tra thì các bạn có cái cơ hội nhìn lại cái từ đó, rồi viết ra cái từ đó, rồi nghe cái từ đó. Anh Mỹ, thì tự nhiên các bạn một ngày nào đó các bạn thẩm, giống như các bạn nhớ tốt á các bạn, và các bạn giống như là cái tập phát âm cho nó quen á, giống như là lần đầu thì phát âm từng cái âm âm một, rồi sau đó phát âm dần 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 lên á các bạn. Học cái căn bản là các bạn phải từ từ á. Ví dụ một cái từ có nhiều cái âm á, thì các bạn nhiều cái âm tiết á, thì các bạn phát âm từng cái âm một, và cố gắng lắng nghe ha, để cho quen tai ha.
Trong cả từ điển là có Anh và Anh Mỹ phát âm cho nên rất là hay á các bạn. Đó là những cái danh từ mà tiếng Anh mượn của Latin hay là Hy Lạp các bạn ha, tiếng Latin hay là tiếng Hy Lạp thì mình nhớ và mình giống như mình biết được những cái từ đó các bạn ha, từ hồi nãy mình chia sẻ và có những cái đuôi khác nhau á, và từ cái danh từ số ít chuyển sang cái danh từ số nhiều thì như thế nào á, và cũng sẽ còn những cái từ thêm những cái từ khác nữa các bạn ha, và những cái đuôi khác nữa thì khi nào mình gặp á, và mình nhớ lại á, thì mình sẽ chia sẻ bổ sung thêm các bạn ha. Bây giờ mình nhớ được những cái từ này thôi á các bạn, nhưng mà nó còn một số từ hoặc là một số đuôi nữa mình nghĩ không cũng không có nhiều lắm mà bây giờ mình không có nhớ ra. Và khi nào mà các bạn không có biết là cái danh từ số ít sang cái danh từ số nhiều như thế nào á thì các bạn tra từ điển các bạn á, bởi vì có một số từ á, thì trong từ điển họ sẽ có cái cách phát âm của danh từ số nhiều nữa, thường thường là không có phát âm của danh từ số nhiều nhưng mà có một số từ, ví dụ là những cái từ mà mượn này này, những cái từ tiếng Anh mà mượn từ tiếng Latin hay là tiếng Hy Lạp á, thì có một số từ điển là họ phát âm cái danh từ số nhiều nữa các bạn ha. Thì các bạn cứ tra từ điển thì các bạn sẽ biết thêm những cái khác á, những cái giống như thường thường những cái từ mượn á các bạn, những cái từ tiếng Anh mà mượn của cả cái ngôn ngữ khác á, đặc biệt là tiếng Latin và tiếng Hy Lạp á, thì mình nghĩ là đa số các cái từ điển là họ sẽ ghi ra là nó rõ ràng cái cách phát âm á các bạn của cái danh từ số nhiều nữa các bạn ha. Và có một số từ điển như mình nói hồi nãy á, họ cũng sẽ phát âm nữa về cái danh từ số nhiều nữa, có nghĩa là thường thường những cái từ khác á, những cái danh từ thường á, thì thường thường là họ sẽ trong từ điển là họ sẽ cho cái biết là đó là cái danh từ và cái phiên âm của danh từ số ít các bạn ha, và phát âm của danh từ số ít. Còn cái danh từ số nhiều á thì họ sẽ viết ra cái kiểu mà từ cái danh từ số ít sang cái danh từ số nhiều viết như thế nào, nhưng mà họ sẽ không có viết cái, thường thường là không có viết ra cái phiên âm của danh từ số nhiều và cũng không có phát âm của danh từ số nhiều các bạn ha. Nhưng mà mình phát hiện ra một số cái danh từ giống như là cái danh từ mình chia sẻ trong cái bài này á, là cái danh từ mà mượn của tiếng Anh, mượn của tiếng Hy Lạp hoặc là tiếng 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 Latin á, thì trong từ điển họ có rất là đầy đủ á, là cái cách nhận cái cách họ viết ra cái ký hiệu phiên âm cả số danh từ số ít và danh từ số nhiều, và có một số cái từ điển phát âm cả hai cái loại danh từ này luôn các bạn, danh từ số ít và danh từ số nhiều luôn. Thì cái này là mình nghĩ là những cái từ này nó đặc biệt các bạn, thì họ họ chia sẻ tỉ mỉ hơn á, kỹ hơn á. Đây là những gì mình chia sẻ lần này các bạn á. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem chia sẻ của mình. Chúc các bạn luôn vui vẻ và học tiếng Anh tốt. Hẹn gặp lại các bạn.